Xin chào cả nhà, cuối năm video này dành riêng cho những bạn mà đang muốn tìm hiểu rằng là chúng ta không biết dùng sinh dung nào để phù hợp với da của chúng ta, và các bạn nào đang tìm hiểu là sinh dung nào mà dành cho da mặt của chúng ta luôn căng bóng và mịn một tiếng này thì giới thiệu với mọi người đó là sinh dung Woman Vu 7/24K. Hàng thì được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc nha mọi người nha, có tem và cốt mọi người có thể check thoải mái để chúng ta không bị hàng giả và hàng kém chất lượng nha mọi người. Và mọi người cũng đã biết rồi đó, vì Quỳnh cũng đã review và mọi người cũng đã thấy serum Mango 7/24K này thì đã có review và feedback đầy ở trên Google, Facebook rồi, thì mọi người cũng không cần phải lo lắng quá về em ấy nữa. Và hôm nay Quỳnh đã giới thiệu với mọi người đó là Mango 7/24K có hai màu để chúng ta lựa chọn. Hiện tại thì Quỳnh đang sử dụng màu trắng. Quỳnh sẽ giới thiệu với mọi người đó là màu vàng dành cho da bị nám, chuyên trị nám nha mọi người nha, dành cho những da trị nám giống như kiểu các mẹ bầu sinh xong mà bị nám nhiều ấy, hay tàn nhang này, các bạn có thể dùng để trị nám và tàn nhang rất là tốt luôn. Và Mango 7/24K, phải nói các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều vàng, phải gọi nó là nhiều vàng lắm luôn, vàng ơi là vàng, phải khẳng định với các bạn là vàng. Và Quỳnh cũng giải luôn thắc mắc cho mọi người, đó là nhiều người có hỏi Quỳnh là khi mà thoa serum vung này lên trên da của chúng ta thì vàng có tan vào da mặt của chúng ta hay không, thì Quỳnh phải khẳng định với mọi người là nó tan luôn vào da mặt của chúng ta, thẩm thấu vào da của chúng ta luôn, chứ không phải là các bạn thoa lên mà vàng vẫn còn dính ở ngoài bề mặt da mà khi các bạn rửa mặt đi mới hết đâu. Không phải các bạn ạ, các bạn chỉ cần thoa lên da của chúng ta, massage 2 đến 3 phút vàng tan ra và thẩm thấu vào da mặt của chúng ta luôn, nên mọi người khỏi lo lắng về vấn đề đó nha. Mango 7/24K thì này có thể làm chúng ta mờ thâm này, mờ nám này, dưỡng trắng da này, giúp xe khít lỗ chân lông này, giúp da của chúng ta mềm mịn mượt hơn. Và Quỳnh khẳng định với mọi người về điều đó, đó là giúp da của chúng ta cực kỳ mịn mượt luôn. Và Quỳnh đã xài về được 2 năm rồi, vẫn xài được 5-6 nọ rồi, và Quỳnh có dùng cả màu vàng và màu trắng. Và hiện tại thì Quỳnh cũng đang dùng màu trắng, và mọi người có thể là ngày chúng ta có thể sử dụng 3-4 lần hay 4-5 lần, chứ không phải nhất thiết là 1-2 lần đâu mọi người ạ. Vì thường là chúng ta hay dùng sáng và tối đúng không, nhưng mà khi mà các bạn thời tiết rất là nóng bức như bây giờ ấy, thì các bạn ngồi điều hòa rất là nhiều, những bạn làm việc văn phòng này, hay là chúng ta ngủ ở nhà chúng ta làm điều hòa rất là nhiều, mọi người có thể sử dụng 3-4 lần, các bạn có thể sử dụng trước khi trang điểm chẳng hạn. Thế như Quỳnh thì Quỳnh sử dụng 3-4 lần một ngày, bởi vì hiện tại thời tiết rất là nóng và da chúng ta cực kỳ khô, nên là chúng ta cần phải sử dụng chăm sóc da một cách tốt nhất. Và Quỳnh khuyên mọi người không chỉ riêng về sử dụng serum, mà chúng ta phải uống nước. Nước rất là tốt để cung cấp cho da của chúng ta mịn mượt hơn. Và Mango này là serum cung cấp ẩm, phải nói là cung cấp ẩm rất là tốt luôn các bạn nha. Và bây giờ Quỳnh sẽ thoa lên mặt cho mọi người xem. Quỳnh sử dụng trước khi trang điểm nha. Sẽ thoa lên da mặt cho mọi người xem. Thì hiện tại Quỳnh đang sử dụng màu trắng nha. Màu trắng thì chuyên về dưỡng trắng da. Đây các bạn có thể thấy vàng đây. Đó các bạn có thể thấy. Các bạn lấy một lượng vừa đủ xoa lên da mặt của chúng ta, phải nói là cực kỳ mịn mượt luôn mọi người ạ, phải nói là cực kỳ mịn mượt luôn, da căng bóng mướt mượt mượt như kiểu được cung cấp nước đầy đủ. Da mặt của chúng ta chỉ cần cung cấp nước đầy đủ thì da của chúng ta luôn căng bóng và mịn mượt, mọi người thấy không? Okay, sử dụng trước khi trang điểm nha. Đó các bạn có thể thấy không,